Rồi. Hello, hôm nay bốn chị em đi ra biểu Sikoliki tiền ở đây tiền. Bốn chị em đi ra biển chơi. Hello. Hello. Anh nằm ở đó đứng đi. Ở Việt Nam mới sang đi holiday. Đây là anh của tiền. Bốn chị em đi ra biển chơi. Chị Năm đang quay phim. Giữ lại những hình ảnh này để làm kỷ niệm. Sao các anh em đợi dịnh đi cho chị Năm chạy vô. Tháng 1 là về tới Việt Nam. Rồi. Giờ chị Năm quay vô đi. Chắc nhìn có thấy được không? Đâu được đâu. Điện lắc được không? Điện lắc. Hôm nay là rồi đó. Nghỉ đi city chơi. Rồi. Có ông anh Việt Nam qua. Nhìn hai anh em giống nhau. Trời ơi, giống. Chị em giống nhau. Giỏi. Giỏi lắm. À đi. Thấy rồi. Nó. Quá. Điệu đẹp lắm. Giỏi quá đi. Rồi. Áo đầm. Áo đầm. Trời ơi. Đó. Vui quá. Đi. Xin đi chụp. Quá độc. Bữa nay trời không có nắng, hình như quay không được đẹp lắm. Mây nhiều quá. Trời thì mát, dễ chịu thiệt, nhưng mà ánh sáng nó lên không có đẹp. Đây nè. Đây là anh Năm, anh của Tuyền nè. Đẹp trai. Ở phía sau lưng anh Năm là cái tòa đại ốc của ngoài city này. Ở đây có nhiều quán ăn, giá cũng được. Đó. Cái cầu Sydney biểu tượng cầu Sydney cái gì, cái cầu này biểu tượng cho ở vùng Sydney. Rồi, tiếp tới là nhà hát con sò. Nhà hát con sò này cũng biểu tượng cho vùng Sydney, thấy nhà hát này là biết ngay Sydney. Để mình coi, ở xa là Luna Park, hình như cũng ở gần đây. Luna Park nãy mình mới nhìn thấy đâu rồi. Một lát nữa sẽ đi qua cái vùng Luna Park. À đây. Luna Park đây. Đó, một lát nữa sẽ đi qua đây chơi nè. Ở đây thì cũng vui lắm. Luna Park đẹp lắm, nhất là những mấy em trẻ em á rất là thích, tại vì có nhiều trò chơi. Bữa nay màu sắc lên không có đẹp. Trời mát dễ chịu mà mây nhiều quá. Có nắng lên thì quay phim nó sẽ đẹp hơn, hình ảnh nó sẽ sắc nét đẹp hơn. Biết hai anh em đang bàn vụ gì đây. Chị Năm lạnh rồi.
Tàu hai tầng, tàu hai tầng này đi cũng đẹp lắm nè, ở trên tàu cũng tiện nghi lắm. Hôm nay thì mình sẽ chơi ở cái chỗ Shikuriki này, ăn trưa ở phần Phạt, xong rồi có thể xế chút thì ăn ở cái chỗ nhà hàng gần đây, giá buổi giá như là 17 đồng người mà ăn được lắm, thức ăn ngon lắm. Đây là cái điểm để bán vé cho các tàu đi chơi nè. Chơi luôn. Sửa có một chiếc tàu cập bến nè. Anh Năm muốn nhắn cái gì về Việt Nam không? Nói đi. Muốn nhắn gì về Việt Nam không? Chừng nào về với bà xã? Tuần nữa về. Tuần nữa về. Bà xã có dặn mua gì về không? Trời ơi. Yeah. Trời. Công phu sự thật luôn các bạn, công phu nè, hổng chân lên. Cái này là người thật sự thật luôn. Cái này hay lắm nè, công phu quá, hổng có chân lên luôn. Thấy chưa? Người thật luôn đàng hoàng mà. À, mình chụp ảnh chung đó được không? Không biết nữa, mà người thật luôn đàng hoàng phải không? Không có chân lên luôn đó. Hay quá ha. Hay ha. Cho tiền á, cho tiền á. Tại vì ổng diễn công phu á, ngồi hay ghê chưa. Đâu có công gì kéo ổng đâu. Quá trời hay chưa. Đưa điện thoại đi, đưa điện thoại đi liền.
mì. Để món ra sát vô luôn. Hết nhiêu? 4 mấy đồng chị? 46 đồng. 46 đồng. Chứ vậy? Nói hả? Nói vô đó hả? Em để em biết giá tiền nhiêu. Má ơi. Chị tưởng là Hà quay. Chị quay. Tưởng Hà quay, Hà hỏi đang Hà quay. Quay biết giá tiền nhiêu để người khác người ta tới đây người ta ăn biết món mấy món này là 46 đồng. Được mấy món nha, cánh gà nè, mực nè, fish chip nè, chip nè, chip nè. Đó. Chip nữa. Ừ. Cái chip là chip. Nếu mà mình mua một cái combo của nó đó chị Năm, có nước có đồ luôn, em thấy cái đó nó rẻ hơn. Thì nó tính kỹ hết rồi, nó tính kỹ hết rồi. Một đó thì nó có cái Sam thấy kỳ kia tụi em đi á, mua một cái combo của nó ở McDonald's ha. 30 đồng mà nhiều lắm á nghe. Không, ở đây nó bán vậy hả? À. Tại chỗ này du khách đúng rồi. Đây là du khách mà nó đâu có bưng cái đó đâu. Du khách. Mày nó ăn xong rồi nó bỏ mà. Chị Tám ơi qua đây chị Tám. Dạ. Còn nữa. Có gì? Nó làm đầy đủ. Giờ này giải lao ăn. Dạ. Ăn đi. Vòng chơi chút. Hồi nãy chụp với thiên thần áo vàng rồi ha. Không mà làm cách nào mà ổng hít người ổng lên hoàn toàn ở dưới, ổng không có dây gì kéo ổng hết trơn á. Có chỗ ngồi. Đâu có, trống không mà. Có. Ở đó nó có cái thanh ra, không có rồi. Em không thấy cọng dây nào kéo ổng hết trơn nha. Cái chỗ đứng ra vậy nè, nó có cái thanh ra. Dạ. Em tưởng nó là ổng công phu á. Công phu hít người lên vậy đó. Trời ơi, làm nãy giờ người ta thần tượng cũng quá trời luôn, chết không? Vậy mà em nghĩ là cái ông này nội công của ổng thâm hậu quá ta. Cái người mà nội công thâm hậu á,